mặt thân của em mà ngày hôm nay, trời ơi em nè, em nhuộm tóc mới nè. Wow. À, em sơn móng tay nhiều màu nè, đủ sao màu. Sao nãy em nói với anh là em sơn móng tay là vì em đang quay một cái MV mới của em. Vì em đi quay gương mặt em quen mà. Anh Nghĩa vạch mặt hết luôn. Chị cẩn thận nha chị, sắp có đối thủ cạnh tranh với chị rồi đấy. Về mặt gì? Về mặt âm nhạc đó chị à. Chị coi. Và mời bạn bước lên sân khấu. Chúc mừng em. Đây, một tràng vỗ tay thật lớn dành cho Phạm Lực nè các bạn. Rồi. Hát được cái bài này là một cái bài hát không đơn giản. Với cái giọng như Celine Dion là một cái giọng cao, mỏng, luyến lấy, cực kỳ phức tạp và có một chút âm mũi trong đó. Thì bây giờ Phạm Lực hóa thân được như thế này thì chúng ta còn đòi hỏi điều gì cao hơn nữa. Em đã làm quá tốt. Càng vào sâu bên trong thì chị càng nhận ra cái nỗ lực của Phạm Lực. Rõ ràng là em hóa thân rất là giống. Tóc, tai, phục trang, rồi hát cũng giống cái cách em gần rất là Celine Dion. Nhưng cái điều quan trọng nhất là em đã hoàn thành bài hát này một cách trọn vẹn, không chê vào đâu, và hôm nay em đã làm được. Và chị là lại một lần nữa chúc mừng em. Chị xúc động lắm Lịch, thật sự. Chị đã nhìn sâu vào đôi mắt của em khi mà em thể hiện ca khúc này. Chị không có những cái cảm giác là mình nổi gai ốc khi nghe một cái giọng hát kinh điển, nhưng mà một cái cảm giác là mình cảm phục. Nó cứ len lỏi bên trong chị và chị xúc động vì điều đó. Chị biết Phạm Lực được sinh ra để đứng trên sân khấu. Dù em làm bất kỳ công việc gì liên quan đến nghệ thuật thì em cũng sẽ làm hết mình. Chị Mia thân mến, cảm xúc của chị như thế nào khi mà chị bước từ trong cái lòng ra mà chị thấy Cara Phương ạ? Trời, một cô gái xinh đẹp. Dạ. Là mình mừng lắm rồi. Với lại là đối với Mia, nhưng mà thân quen là nhà, chừng nào nhà gọi là về. We'll be right back.
Hòa ơi. Hả? Không, em mới vừa làm cái gì ạ? Em thấy sự tự tin cùng với Linh Ly. Tại sao em tự tin nhiều đến như vậy? Tại vì em thấy là Linh Ly một thí sinh mà giả mà ít giống nhất trong chương trình năm nay. Thôi nhá, thôi được rồi nhá. Được rồi nhá. Mời về Linh. Hòa, em có thật sự là đang củng cố thêm tinh thần cho bạn diễn với mình không? Em đến đây là để em tham gia. Em tham gia, nhưng em có thật sự là mong muốn kết hợp với Linh Ly không ạ? Để em tỏa sáng.